Bạn có chắc mình đã hiểu đúng các hiệu lệnh bằng tay của Cảnh sát Giao thông Việt Nam? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! 1. Tay giơ thẳng đứng, người tham gia giao thông ở các hướng đều phải dừng lại. 2. Hai tay hoặc một tay giang ngang, người tham gia giao thông ở phía trước và ở phía sau cảnh sát giao thông đều phải dừng lại. Người ở phía bên phải và bên trái cảnh sát giao thông được đi tất cả các hướng. 3. Cánh tay trái cảnh sát giao thông gập đi gập lại sau gáy. Người tham gia giao thông bên trái cảnh sát giao thông đi nhanh hơn. 4. Cánh tay phải cảnh sát giao thông gập đi gập lại trước ngực. Người tham gia giao thông bên phải cảnh sát giao thông phải đi nhanh hơn. 5. Bàn tay trái hoặc phải của cảnh sát giao thông ở vị trí ngang thắt lưng và đưa lên xuống. Người tham gia giao thông ở bên trái hoặc bên phải cảnh sát giao thông phải đi chậm lại. 6. Bàn tay trái của cảnh sát giao thông giơ thẳng đứng vuông góc với mặt đất. Người tham gia giao thông ở bên trái cảnh sát giao thông phải dừng lại. 7. Bàn tay phải của cảnh sát giao thông giơ thẳng đứng vuông góc với mặt đất. Người tham gia giao thông ở bên phải cảnh sát giao thông phải dừng lại. 8. Tay phải giơ về phía trước. Người tham gia giao thông ở phía sau và bên phải cảnh sát giao thông dừng lại. Người tham gia giao thông ở phía trước cảnh sát giao thông được rẽ phải. Người tham gia giao thông ở phía bên trái cảnh sát giao thông được đi tất cả các hướng. 9. Tay phải giơ về phía trước, đồng thời tay trái giơ về phía trước lặp đi lặp lại nhiều lần, song song với tay phải. Người tham gia giao thông ở phía bên trái cảnh sát giao thông được rẽ trái qua trước mặt cảnh sát giao thông.